Anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vũ Bản. Anh chị kết hôn năm 1987. Đến năm 1992, chị Thuận sinh cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tiến khỏe mạnh bụ bẩm và lớn lên trong sự vui mừng khôn tả. Tai họa ập đến trong một lần ra sông chơi, Tiến chẳng may chết đuối, khi ấy cháu 5 tuổi. Lúc này chị Thuận cũng không thể sinh thêm con vì lý do sức khỏe. Con mất, vợ chồng anh Tân suy sụp. Anh Tân cũng nghỉ việc, ra làm tự do. Vợ chồng anh Tân, chị Thuận tưởng như sẽ phải sống với nhau trong sự côi cút không con. Thì một ngày đầu năm 2006, bỗng có một cháu bé tự khẳng định cháu chính là cháu Tiến, người đã bị chết đuối năm 1997. Khi Tiến mất, cháu đang là học sinh trường mầm non Hoa Hồng ở thị trấn Vũ Bản. Cô giáo dạy cháu Tiến là cô Đông và chính cô Đông là người đã phát hiện ra cháu Tiến đã tái sinh ở cháu Bình, con anh Hoang, chị Dự, người trong bản. Cháu Bình sinh ngày 6 tháng 10 năm 2002. Lần đầu tiên cô Đông thấy cháu Bình có những biểu hiện rất lạ. Cô hỏi chuyện, cháu nói, cháu không muốn học ở đây, cháu muốn được học ở trường của cháu. Cô Đông hỏi lại, thế trường cháu ở đâu? Trường Hoa Hồng ở ngoài thị trấn. Cháu Bình trả lời, sao lại là trường Hoa Hồng? Làm sao cháu biết trường đó? Cô Đông thắc mắc. Nhà cháu ở ngoài đó, nhà cháu gần nhà ông Lai. Nghe Bình nói đến đây, cô Đông sợn hết cả tóc gáy. Cạnh nhà ông Lai là nhà anh Tân, và lẽ nào? Thời gian tiếp theo, cô Đông âm thầm tìm hiểu và biết thêm. Một lần chị Dự, mẹ cháu Bình đánh cháu vì cháu nghịch bẩn hết áo quần. Rơm rớm nước mắt, thằng bé bảo, mẹ đừng đánh con, bẩn áo quần thì mẹ đưa con về nhà con để con lấy. Cho rằng lời trẻ con nói nên chị Dự không để ý. Những lần khác, chị Dự có đánh Bình lại bảo, con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh con lại chết lần nữa đấy. Sau mỗi lần bị mắng là cháu lại đòi được về nhà. Một lần, cháu Bình đòi chị đưa về nhà. Điên tiết, chị Dự bảo, thích thì ngồi lên xe tao chở đi. Bình ngồi sau xe bảo mẹ chở ra thị trấn. Từ chợ thị trấn, Bình bảo mẹ chở đến cuối sân vận động và rẽ vào phố Hữu Nghị. Đến số nhà 25, chính là nhà anh Tân, Bình xuống xe nói với mẹ, nhà con đây. Tuy nhiên nhà đóng cửa, chị Dự lại chở Bình về. Một lần nữa, chị Dự đi chợ thị trấn và cho Bình đi cùng. Đến chợ, Bình lại nằng nặc đòi mẹ đưa về nhà con. Hai mẹ con lại đến trước nhà anh Tân, sau khi thấy cửa đóng then cài, mẹ con lại ra về. Mặc dù Bình nói vậy, nhưng chưa bao giờ chị Dự để ý gì vì nghĩ Bình chỉ là một đứa trẻ mới 4 tuổi. Câu chuyện thực sự nóng từ ngày cô Đông phát hiện ra những biểu hiện lạ ở Bình cùng với lời chị Dự kể, cô Đông mới hoài nghi thực sự. Cô Đông đem chuyện kể lại với những giáo viên trong trường, trong đó có cô Phương là người quen biết với chị Thuận nên cô Phương đã lập tức kể lại câu chuyện ly kỳ này cho chị Thuận nghe. Cô vào trong xóm cọi xem sao, nghe nói thằng Tiến nói lộn về vào cháu Bình đang học ở trường trong đó. Cũng chẳng dám tin, chị đem chuyện kể lại với chồng. Anh Tân lập tức giục vợ phải vào xem sao. Trước đây khi cháu Tiến mới mất, có một bà xem bói người Mường nói với anh rằng, anh đừng buồn, cháu Tiến linh thiêng lắm rồi sẽ quay về với anh thôi. Là người không tin lắm chuyện bói toán, nên lúc đó anh chị nghĩ rằng người ta động viên mình. Thế nhưng lúc nghe vợ kể lại câu chuyện Tiến lộn về trong xóm cọi, anh Tân cũng bán tín bán nghi và phân vân liệu lời thầy bói năm xưa có chăng lại là sự thật. Anh đã quyết định phải một lần đi tìm hiểu xem sao. Một ngày sau, anh Tân đã cùng với chị Thuận tìm đến xóm cọi, tìm đến nhà vợ chồng Hoang Dự. Vốn chưa biết nhau, nhưng khi đến nhà, anh Tân cứ làm như đã quen biết gia đình từ lâu lắm. Không nhận ra ai, nhưng chị Dự, anh Hoang cũng không dám hỏi, vì nhỡ đâu người quen lâu rồi, mình không nhận ra, nếu hỏi lại vô duyên. Sau mấy câu hỏi thăm, anh Tân bắt đầu hỏi đến cháu bé. Thằng bé Bình đâu nhỉ, bác ngắm tí xem lớn đến đâu rồi. Chị Dự cho biết, cháu đang đi chơi cùng chúng bạn. Một lát sau, chị Dự cũng gọi cháu về để anh Tân gặp mặt. Về đến nhà, thằng bé cứ lấm lét nắp sau cánh cửa. Anh Tân buông lời, có nhớ bác không, bác mua nhiều bi cho cháu đây này. Biết rồi, lúc nãy thấy hai người đi đầu làng biết rồi. Nghe thằng bé nói vậy, anh Tân phát hoảng. Sao nó lại biết mình vào đây cơ chứ? Sau vài câu chuyện, hai bên trở nên thân tình. Anh Tân ngỏ ý muốn đưa cháu Bình về nhà chơi. Anh Hoang, chị Dự đồng ý. Riêng thằng bé nghe nói được đi là leo tót lên xe. Và chiều ngay hôm đó, anh Tân đưa cháu Bình về nhà mình. Trên đường về, để thử thằng bé, anh Tân dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng bảo cháu. Nhà bác đấy, cháu vào đi. Lập tức Bình bảo, đây không phải, nhà ở dưới kia cơ. Đi qua rất nhiều đường trong thị trấn,
anh Tân không đi theo đường chính vì muốn thử thằng bé. Ngạc nhiên là Bình cứ chỉ rành rọt và cho đến ngôi nhà anh Tân thì mới thôi. Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Chị Dự đi cùng đã định ngăn lại vì sợ vợ chồng anh Tân đánh giá con mình thiếu giáo dục, nhưng anh Tân đã ngăn lại. Mặc cho cháu Bình tìm kiếm, anh Tân hỏi, thế cháu đang tìm gì? Tìm cái máy bay và cần cẩu. Nghe Bình nói, anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Đến lúc cháu qua đời, anh mới mang vứt đi. Bác cất đi rồi, để lúc nào bác tìm lại cho cháu. Anh nói với cháu Bình. Sau bữa cơm, anh Tân bảo cháu ra xe để chở hai mẹ con về. Nhưng thằng bé bảo, nhà ở đây, không về đâu. Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường. Đây là giường con, chỗ con nằm ở đây. Thế cháu hay nằm thế nào? Con nằm thế này này. Nói rồi Bình nằm sấp xuống giường. Nhìn cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa, vợ chồng anh Tân lặng người. Chị Thuận chỉ còn biết úp mặt vào lưng chồng, khóc sụt sùi bởi thằng bé có những cử chỉ giống con mình năm xưa quá. Trước sự tha thiết của thằng bé, đêm hôm đó, chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé, đêm hôm đó, hàng xóm láng giềng kéo đến chật kín nhà, ai cũng thử Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác không. Đêm đầu tiên, Bình ở với anh Tân chị Thuận. Anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện con chết thế nào, tại sao lại về trong xóm cọi. Bình bảo, con cũng đã quay về nhà, nhưng đến cái cổng đầu ngõ, có một người to lớn cứ chặn con lại rồi đuổi đi nên không vào được nhà. Một hôm đang ở dưới chân cầu Vụ Bản, nơi Tiến chết đuối gặp vợ chồng anh Hoang đi chợ về và Tiến theo về xóm cọi lộn vào Bình. Cũng hôm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn Tiến ơi, lập tức ở trong nhà, Bình dạ và còn hỏi lại, bố gọi gì con? Chỉ vào chị Thuận hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời phải. Những lời nói, những hành động rất giống Tiến đã làm cho anh Tân chị Thuận nghĩ rằng Bình chính là do Tiến lộn về. Việc cháu gọi chúng tôi cũng hoàn toàn tự nhiên, chẳng ai bảo với cháu cả, anh Tân nhớ lại. Đưa cháu Bình trả về với bố mẹ đẻ của cháu, anh Tân vẫn canh cánh trong lòng, nghĩ đến chuyện thằng bé khóc lóc khi phải bắt về, anh lại thương nó vô cùng. Từ ngày nó đến với gia đình anh, cứ nghĩ nó chính là Tiến. Thế nhưng, nó là con nhà người ta, mình nói ra không chỉ vợ chồng Hoang Dự mà cả thị trấn này sẽ nói là muốn cướp con người ta nên dựng chuyện. Bao nhiêu suy nghĩ cứ giằng xé trong con người anh Tân. Về phần nhà chị Dự, mặc dù con cứ nằng nặc đòi ở với anh Tân chị Thuận, nhưng đó là điều không thể. Anh chị lấy nhau cũng 6 năm mới có được cháu Bình, chị cũng không thể sinh được con nữa. Nhà anh Tân lại giàu có, nếu cho cháu về ở, dư luận lại cho rằng mình bị chuyện chỉ vì hám tiền. 3 ngày hôm sau, vì nhớ thằng bé, anh Tân lại vào xóm cọi thăm cháu. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm. Mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh. Điều ngạc nhiên là chính bà Thỉnh, bà nội cháu bé nói với anh Tân. Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ, con là người Kinh, con không phải người Mường, mẹ không đưa con về, con sẽ chết. Bà Thỉnh đưa Bình đi học, cháu khóc và nói, cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn. Một thời gian sau đó, Bình liên tục đòi bố mẹ đưa về nhà con và dọa không đưa về con sẽ chết. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoang chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật. Dù được mỗi mình cháu, nhưng không còn cách nào khác. Cuối năm 2006, anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân chị Thuận. Từ ngày về với nhà của con, Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa. Sau khi Bình về ở với anh Tân chị Thuận, cả hai gia đình đã làm thủ tục cho nhận con nuôi. Bình được chuyển về trường mầm non Hoa Hồng, nơi Tiến ngày xưa học và tiếp tục đi học. Kể từ ngày về ở với bố Tân mẹ Thuận, Bình cũng được đổi thành tên Tiến và mang họ Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tên họ trùng với cháu Tiến, con anh Tân đã chết đuối cách đây hơn 10 năm. Chị Thuận bảo, thời gian cháu Bình về ở với vợ chồng chị, câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Không chỉ ở thị trấn Vụ Bản, cả tỉnh Hòa Bình đi đâu cũng nghe nói về chuyện lộn con có 102 này. Trong cuốn sách Phật giáo Hương Hiếu Hạnh xuất bản năm 2007, câu chuyện về con lộn Tiến Bình đã được đưa vào sách với nhan đề Một trường hợp tái sinh ở Vụ Bản. Cuốn sách không đưa ra sự phủ nhận hay khẳng định mà chỉ ghi nhận đó là trường hợp người thật việc thật đang hiện diện tại Vụ Bản. Và câu chuyện kỳ lạ này cũng đã đến tai những người nghiên cứu về tâm linh.
Anh Tân cho biết, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Tiềm năng Con người đã nhiều lần điện thoại gặp anh chị để xin được tìm hiểu, nhưng anh Tân từ chối. Anh Tân không muốn sự việc lại trở nên phức tạp thêm cho cháu nhỏ. Bây giờ mỗi tuần, anh Tân lại đưa Tiến Bình về ở với mẹ đẻ của mình một lần. Dù Tiến chẳng muốn về, nhưng anh Tân buộc phải làm như vậy bởi anh muốn cháu luôn biết rằng chị Dự mới là người sinh thành ra cháu. Anh Tân luôn khẳng định, Tiến giờ hoàn toàn bình thường như các bạn cùng trang lứa. Chuyện của cháu ở Vụ Bản ai cũng biết, anh cũng chẳng có ý định giấu giếm điều gì. Giờ đây mọi người đều đã quen với sự hiện diện của Tiến Bình tại nhà anh Tân chị Dự.